bến phà Đức Bác. Khi phà chưa sang, hành khách buộc phải chờ đợi. Giờ tan ca, lượng người có nhu cầu qua sông quá lớn, vẫn là cảnh chờ đợi. Những công nhân của bến phà luôn tận tâm hết sức để phục vụ khách được tốt nhất, kể cả ngày nắng hay mưa. Ngay phía bên kia là cây cầu đang dần hoàn thiện. Hầu như ai cũng mong có cầu để đi lại cho thuận tiện, đỡ vất vả. Tôi làm công việc chuyên chở khách từ bên này sang bên kia. Thế nhưng mà thực sự là cái nghề làm phà là vất vả lắm. Rất vất vả. Anh em chúng tôi là mong là có một cái cây cầu sớm để mà phục vụ nhân dân đi lại. Rất là vui mừng là có cầu để đi. Mình ý là những hôm mình đi về muộn ấy, thì mình vẫn có cầu để mình đi ấy. Thì mình không phải lo lắng gì về qua sông qua đò nữa. Những chuyến phà cuối cùng này, ai đi qua sông cũng có thể trông thấy cây cầu Vĩnh Phú đang dần được hoàn thiện, hứa hẹn ngày khánh thành, thỏa niềm mong đợi bấy lâu. Khi đó, bến phà hình thành từ năm 1987 đến nay sẽ ngừng hoạt động, chấm dứt sứ mệnh của mình. Đó cũng là lúc thủy thủ đoàn buộc phải rời buồng lái, lên bờ, nghỉ công việc mà mình đã gắn bó, mưu sinh suốt hàng thập kỷ qua. Họ, những người như thuyền trưởng Dũng, mặc dù sẽ không còn phải lênh đênh mưa nắng, nhưng đâu đó vẫn còn những tiếc nuối, trăn trở. Gắn bó với công việc, gắn bó với nghề nghiệp, mặc dù có vất vả đi, nhưng mà trong đó cũng thấy cái niềm hạnh phúc của mình. Hiện tại bây giờ mà dừng bến phà hoạt động, sang một công việc mới thì nó bỡ ngỡ nhiều lắm. Nó có một cái khoảng trống. Với cái tuổi của tôi, năm mấy rồi, thì không biết sức của mình sẽ làm được đến đâu. Cái thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến cái thu nhập. Đấy là những cái chúng tôi trăn trở. Sau khi bến phà hoàn thành sứ mệnh lịch sử thì coi như chúng tôi đã giải phóng một cái phần của gánh nặng. Cũng hơi buồn một chuyện vì mình sẽ bước sang một cái ngành nghề mới. Anh em cũng thế, tức là cũng sang một cái ngành mới là cũng hơi về tư tưởng là cũng hơi sao động. Cũng mong là các cấp, các ngành quan tâm đến anh em để cho khi chuyển sang cái công việc mới được thuận tiện. Thuyền trưởng Đinh Quang Dũng, bến trưởng Hà Văn Lâm và một số đồng đội của mình đã làm việc ở bến phà Đức Bác hơn 20 năm. Họ hiểu và thấm những vất vả của nghề. Vì thế, dù còn trăn trở, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm thế cho những ngày cuối cùng trước khi bước sang chặng đường mới. Dẫu sao, họ cũng đã cống hiến, tận tụy, hết lòng phục vụ hành khách của mình.